Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero. De Gea, Van der Sar, Schmeichel đậu tài cứu thua cho MU. Huấn luyện viên Manchester United là Ole Gunnar Solskjaer mới đây cho rằng David De Gea đang thách thức cả Peter Schmeichel và Edwin Van der Sar cho vị trí thủ môn số 1 trong lịch sử Quỷ Đỏ. Vậy nếu căn cứ vào những số liệu thống kê, liệu De Gea có xứng đáng được xếp ngang hàng với hai tiền bối nói trên? Danh hiệu mà De Gea có được cùng Quỷ Đỏ nhìn chung cũng khá khiêm tốn. Trong 8 năm thi đấu ở Anh, cựu thủ môn Atletico một lần đăng quang tại Premier League, giành một cúp FA, một cúp liên đoàn và có thêm một lần lên ngôi ở Europa League. So với De Gea, Schmeichel thành công hơn nhiều, Van der Sar kẹp Schmeichel một chút nhưng vẫn có quyền tự hào so với De Gea do trong bộ sưu tập danh hiệu của mình. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai của tụi mình dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Được xem là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, Manchester United không chỉ sở hữu lượng cổ động viên đông đảo bậc nhất thế giới mà còn là câu lạc bộ mà rất nhiều cầu thủ tài năng mong muốn được thi đấu. Mặc dù trong những năm gần đây, nửa đỏ thành Manchester gặp phải nhiều khủng hoảng về chất lượng đội hình sau khi huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, dù ở giai đoạn hoàng kim hay khó khăn, đội bóng này luôn có sự cống hiến của những thủ môn vô cùng chất lượng. Ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi nhìn lại màn thể hiện xuất sắc của ba thế hệ thủ môn đã và đang chơi cho Quỷ Đỏ. Peter Schmeichel được xem là người gác đền vĩ đại nhất lịch sử Man United. Mặc dù chỉ gắn bó với đội chủ sân Old Trafford trong khoảng 8 năm ngắn ngủi, Schmeichel đã cùng đội bóng này gặt hái được mọi danh hiệu cao quý nhất mà mọi câu lạc bộ mơ ước. Với lợi thế về chiều cao và thể lực, ông được coi là một người khổng lồ trong khung gỗ. Không chỉ có những pha cứu thua xuất thần, phong độ ổn định, Schmeichel còn là kẻ to mồm nhất ở hàng thủ Man United. Trong các trận đấu, người gác đền liên tục hò hét, thậm chí chửi bới các đồng đội khi họ đứng sai vị trí. Tài năng và phong cách chơi bóng khiến cho Peter tạo ra một ảnh hưởng to lớn ở Man United. Được xem là một tài năng nở muộn khi cập bến Old Trafford ở tuổi 27, Schmeichel đã mắc nhiều sai lầm trong thời gian khoác áo MU, thậm chí còn bị chỉ trích vì thiếu kỹ năng cơ bản. Thế nhưng, ông ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá thế giới với kiểu cản phá được gọi là Star Jump, kiểu nhảy ngôi sao, sau này trở thành một thương hiệu dán mác Peter Schmeichel. Không tuân theo bất kỳ một chuẩn mực nào, Star Jump đơn giản là xông ra, giơ cả hai tay, dang rộng hai chân, trông giống như một ngôi sao để cản trái bóng đang lao tới. Thừa nhận mình là người phá vỡ quy luật của một thủ môn khi thích bay ngang và rồi rơi tự do xuống đất thay vì sử dụng các kỹ năng cần thiết để ngăn bóng và tránh các chấn thương. Nhưng tất cả những gì Peter thể hiện lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Đứng trước khung gỗ của Quỷ Đỏ, Schmeichel đã làm nản lòng không biết bao nhiêu chân sút muốn làm tung mảnh lưới phía sau và huyền thoại của Arsenal Dennis Bergkamp cũng là một trong số đó. Phong cách thi đấu đặc biệt, sự thị uy khiến đối thủ khiếp sợ, giúp cho siêu thủ môn người Đan Mạch lập thành tích 22 trận giữ sạch lưới, góp công lớn đưa Manchester United đến chức vô địch Premier League đầu tiên sau 26 năm vào mùa giải 1992-1993. Tiếp nối mạch thành công đó là liên tiếp các danh hiệu quốc nội mà Schmeichel là người đóng vai trò quan trọng. Mùa giải 1998-1999, dưới sự dẫn dắt của ngài Ferguson, câu lạc bộ nước Anh lần đầu tiên giành cú ăn ba lịch sử. Và sự kiện này cũng là khúc vĩ thanh khép lại sự nghiệp huy hoàng của Peter Schmeichel tại Man United. Rời Old Trafford, cùng lúc đó, Peter chính thức bước chân vào ngôi đền dành cho những huyền thoại. I'll
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Edwin van der Sar, sự ra đi của gã khổng lồ người Đan Mạch đang khiến Quỷ Đỏ lao đao trong một thời gian rất dài. Sir Alex đã xới tung cả thế giới trong nhiều năm liền để tìm người thay thế, nhưng không có một cái tên sáng giá nào có thể khỏa lấp đi chỗ trống mà Smajan để lại cho đến khi Edwin van der Sar xuất hiện. Đến MU vào năm 2005, sau khi đã có nhiều thành tựu ở những đội bóng mà Edwin từng thi đấu, không nhiều người cho rằng anh có thể trụ vững ở đội bóng có quá nhiều tham vọng này, bởi khi ấy anh đã 35 tuổi, mà ở cái tuổi đó, nhiều cầu thủ đã nói lời từ giã sự nghiệp. Nhưng thủ thành người Hà Lan đã chứng minh cho những người nghi ngờ anh thấy rằng họ đã sai. Và một lần nữa, người ta phải trầm trồ về đôi mắt nhìn người của ngài Alex. Những pha phán đoán chính xác và cản phá thành công đến từ vị trí của Edwin nhiều không đếm xuể. Anh là một phần sức mạnh nơi khung gỗ của Quỷ Đỏ, và ở vị trí của anh, cổ động viên có thể yên tâm tuyệt đối. Ở cái tuổi 35, người gác đền này không ngại những pha bay lượn hay tranh chấp để bảo vệ cầu môn. Đặc biệt, điều khiến nhiều người phải ngạc nhiên đó là phản xạ cực kỳ nhanh nhạy và chính xác. Trong sự nghiệp chơi bóng của mình, thủ thành người Hà Lan đã cản phá thành công nhiều pha đá phạt đền, và trong màu áo của nửa đỏ thành Manchester, ấn tượng nhất có lẽ là pha cản thành công pha đá phạt đền trong trận derby nửa xanh cùng thành phố ngày 5 tháng 5 năm 2007. Cũng với tình huống này, Van der Sar đã giúp cho MU đăng quang ngôi vô địch Premier League lần thứ 9 sau khi đánh bại Arsenal. Nhưng có lẽ cảm xúc thăng hoa bậc nhất đến từ pha cản phá cú sút phạt cuối cùng của vô địch Champions League, bằng việc cản phá được cú sút phạt cuối cùng của Nicolas Anelka trong loạt luân lưu cân não trước Chelsea, từ đó giúp Quỷ Đỏ lên ngôi vương ở đấu trường C1. Trong 6 năm chơi bóng tại Old Trafford, lão tướng đã cùng đồng đội chinh phục được 4 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh và 1 Champions League. Cùng với đó là 3 siêu cúp Anh, 2 cúp liên đoàn và 1 FIFA Club World Cup. Sau thất bại trước Barca trong trận chung kết C1 mùa 2010-2011, người gác đền từ giã sân cỏ để lại phía sau một sự nghiệp huy hoàng mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Và cũng giống như Peter Schmeichel, Van der Sar đường hoàng bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại. David De Gea được Sir Alex đưa về Man United trong kỳ chuyển nhượng hè 2011. De Gea không được may mắn như những người tiền bối, bởi không lâu sau đó, huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ nghỉ hưu và đội bóng bắt đầu những thời kỳ chuyển giao không suôn sẻ. Những năm đầu bỡ ngỡ ở Anh, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và trước cái bóng quá lớn mà Edwin van der Sar để lại đã khiến David gặp không ít khó khăn. Điều này khiến cho thủ thành mang áo số 1 người Tây Ban Nha liên tục mắc sai lầm, từ đổ người chậm, chọn vị trí sai, khiến cho tương lai của De Gea dường như tối tăm hơn bao giờ hết. Không nhiều người tin rằng chàng trai ấy có thể tiến bộ vượt bậc để trở thành một người không thể thay thế trước khung thành của Quỷ Đỏ, nhưng điều ấy chính xác đã xảy ra. Những pha cứu thua không tưởng ở cự ly gần, những pha bay người cản phá, những tình huống phản xạ cực kỳ nhanh nhạy mà người ta nghĩ rằng chỉ có trong các tác phẩm truyện tranh được thủ thành Tây Ban Nha tái hiện. Và rồi từ ấy, cái biệt danh tay nhanh hơn não hay thánh tôn bắt đầu xuất hiện ở người gác đền của Quỷ Đỏ. De Gea là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Man United trong những năm gần đây, khi mà đội bóng vẫn đang loay hoay trên con đường tìm lại vị thế vốn có của mình. Suốt một thời gian dài, cái tên của thủ thành người Tây Ban Nha nóng hổi trên các mặt báo. Người ta dùng những lời hoa mỹ nhất để tung hô những pha cứu thua xuất sắc đến không thể tin nổi của anh. Ngoài việc dùng tay cản bóng, thủ thành sinh năm 1990 có thể chơi chân tốt và nhiều tình huống nguy hiểm được hóa giải nhờ đôi chân của thủ môn này. Với việc đứng sau một hàng thủ có lối chơi rời rạc, dường như trong mọi trận đấu, De Gea phải phát huy 200% khả năng để giữ cho mảnh lưới Quỷ Đỏ không bị rung lên. Nhiều lần là cái tên được xướng lên cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Quỷ Đỏ. Việc thể hiện một phong độ ổn định với những màn nhảy múa cứu thua xuất thần, De Gea là mục tiêu của hầu hết các đội bóng lớn tại châu Âu. Và có lẽ lịch sử bóng đá đã rẽ sang một ngã khác
nếu như năm 2015, chiếc máy fax không hỏng và thủ thành sinh năm 1990 này có thể thuận lợi trở về quê nhà chơi bóng dưới màu áo của đội bóng hàng đầu thế giới khi ấy. Nhưng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Thủ thành này hiện nay khẳng định vẫn hạnh phúc tại Man United và hành trình tại đây vẫn còn rất dài nhưng cũng đủ gian nan để anh khát khao chinh phục. Sự khác biệt lớn nhất giữa De Gea và hai thủ môn huyền thoại trước anh đó là danh hiệu. Nhưng bởi vì họ sinh ra và chơi bóng trong các thời kỳ khác nhau, bên cạnh những người đồng đội khác nhau và những quy luật của môn thể thao vua cũng đã có nhiều thay đổi, nên sẽ không công bằng cho người còn lại nếu như phải lựa chọn ra người xuất sắc nhất. Có một sự thật là cả ba đều đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình, kể cả việc trao cả niềm tin cho đồng đội và người hâm mộ. Dù ở thời kỳ nào, việc sở hữu những thủ môn hàng đầu với quỷ đỏ thành Manchester đó là một điều may mắn. Còn bạn, bạn ấn tượng với màn thể hiện của thủ thành nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng mình nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.